Chiều nay, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng gồm bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, ông Trần Chí Cường, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Thiếu tướng Trần Đình Chung, Phó Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an, có buổi tiếp xúc cử tri quận Cẩm Lệ. Cử tri quận Cẩm Lệ tập trung phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề nóng được dư luận quan tâm như tình trạng vật giá leo thang sau đại dịch, thiếu thuốc, thiếu thiết bị tại các bệnh viện, tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, kiến nghị một số vấn đề liên quan đến công tác giải tỏa đền bù, hướng dẫn thủ tục làm giấy tờ đất đối với những trường hợp còn gặp vướng mắc, xử lý các vấn đề về môi trường, an sinh xã hội, đầu tư các thiết chế văn hóa trong khu dân cư.